phần giữa. Hồng Thủy nghe theo lời kêu gọi của Tổ quốc trở về Việt Nam, chỉ huy chiến đấu chống Pháp ở tuyến đầu. Tôi dẫn hai con còn ấu thơ đi theo đoàn quân lớn, ngựa thồ nôi cũi, vượt qua chặng đường dài 3.000 lý, tương đương 1.500 km. 5 năm sau, đúng vào dịp Trung thu năm ấy, gia đình chúng tôi đoàn tụ tại Bắc Kinh. Ở Trung Nam Hải, tôi đã khóc nức nở, nhìn vầng trăng soi đáy nước, tôi bực dọc vô cùng. Tôi rời khỏi ngay nơi Hồng Thủy ở, không hề luyến tiếc. Chương 7. Rút khỏi Diên An. Khi rút khỏi Diên An, lòng tôi như bâng khuâng trống rỗng, cố quay đầu nhìn lại chiếc hang yên ấm một lần nữa. Ngày 26 tháng 6 năm 1946, bọn Quốc dân Đảng Tưởng Giới Thạch xé bỏ hiệp định đình chiến. Cuộc nội chiến toàn diện bắt đầu bùng nổ. Tháng 11 năm 1946, Hồ Tôn Nam, tư lệnh chiến khu 1 của Quốc dân Đảng, điều động 20 vạn quân, ngang nhiên mở cuộc tấn công cuồng bạo vào Diên An, trụ sở của các cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về phía ta, binh lực của Quân Giải phóng Nhân dân ở Diên An chỉ có hơn 2 vạn người. Theo sự lãnh đạo của Mao Chủ tịch và Trung ương, quân dân Diên An thực hiện chiến lược rút bỏ Diên An, nhổ địch vào sâu để tiêu diệt sinh lực địch. Anh dũng đánh trả quân địch hơn ta gấp 10 lần. Để chuẩn bị đánh địch, Trung ương yêu cầu tất cả các đơn vị không làm nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp, nhất loạt rút khỏi Diên An, di chuyển đến các khu giải phóng khác. Các học viên ở bộ phận hai trường Đảng Trung ương, một số đã phân công công tác đi các địa phương, một số nữa đã rút khỏi Diên An. Tôi được bố trí chuyển sang bộ phận 3, cùng với các nữ đồng chí, đại bộ phận là có con mọn, cùng trường mầm non số 2 Diên An, chuẩn bị theo bộ đội di chuyển đến khu giải phóng Thái Hàng, mà trung tâm của khu là vùng Tấn Đông Nam, Sơn Tây. Về công tác chuẩn bị trước khi xuất phát, trên lãnh đạo đã sắp xếp chu toàn. Lần di rời này về phía nữ đại đa số là chị em có con mọn. Làm thế nào để thu xếp cho các cháu di rời an toàn là cả một vấn đề. Lãnh đạo đã quyết định đóng cho mỗi cháu nhỏ một cũi gỗ, có thể đặt trên ngựa thồ, yêu cầu thiết kế cũi phải hết sức khoa học. Có thể bố trí đơn độc từng cái, cũng có thể được ghép lại buộc chặt trên giá ngựa thồ. Trong khi hành quân, các cháu có thể ngồi chơi, có thể nằm ngủ sao cho thoải mái, an toàn và chắc chắn. Lúc đó đã vào cuối mùa đông, gió rét cuốn theo bụi đất vàng mù mịt. Các bà mẹ lấy gối chèn đắp chăn bông cho các cháu, còn đội mũ bông đeo khẩu trang. Các cháu bị bọc kín, chỉ hở hai con mắt đen láy, vẫn nhấp nháy vui vẻ. Trước khi xuất phát, tôi đón Tiểu Phong từ trường mầm non số 2 về. Lúc đó cháu Phong mới được 2 tuổi rưỡi, Tiểu Việt mới được 6 tháng. Lãnh đạo xét thấy tôi phải mang hai cháu còn quá bé, hành quân rất khó khăn, bèn phân cho tôi chú Cần Vụ họ Tống, người đã theo tôi và Hồng Thủy về Diên An, đi cùng để giúp tôi. Ngày 12 tháng 11, chúng tôi bắt đầu rời Diên An. Ăn sáng xong, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cõng cháu Việt, tay dắt cháu Phong ra tập hợp ở chân núi Bảo Tháp. Vừa bước ra khỏi hang, tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng bâng khuâng, trống rỗng. Tuy rằng tôi và Hồng Thủy cùng ở đây không lâu, nhưng ở đây chính là cái nhà êm ấm của chúng tôi. Tôi không né nổi, quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt ve mỗi vật còn để lại. Ở đây vẫn phảng phất hơi hướng của Hồng Thủy, còn lưu lại tiếng cười vui của một gia đình hạnh phúc. Tôi từ từ đi ra cửa, nhìn khắp lượt mảnh đất thân yêu, hít một hơi dài, bước ra khỏi động với lòng lưu luyến khôn nguôi. Tôi và chú Tống dắt lửa xuống dốc. Ngày hôm xuất phát, trời rất rét. Từng trận gió rét thổi ù ù qua cánh đồng vắng lặng. Nước sông Diên chưa đóng băng, vẫn nổi sóng lăn tăn, êm ả chảy về đông. Sương trắng bàng bạc đã phủ quanh núi Bảo Tháp. Người chuẩn bị rút khỏi Diên An đông nghìn nghịt, tập hợp bên bờ sông dưới chân núi Bảo Tháp. Ngựa hí, người kêu inh ỏi. Tiểu Việt chưa tròn tuổi, rất thích ngồi trên giường bằng gỗ. Hai mắt nhỏ nhìn ngó, nhìn nghiêng, hai bàn tay nhỏ khua lung tung. Cậu ta thích vì thấy bao nhiêu là người. Tiểu Phong 2 tuổi rưỡi đã quen nhìn cảnh bên ngoài, có vẻ người lớn hơn, lẳng lặng đưa cặp mắt to quan sát hai bên. Tôi đã có thói quen sửa soạn quần áo, đội mũ nghiêm chỉnh cho hai cháu, muốn chúng trên đường hành quân được dễ chịu hơn. Tôi ngước lên tòa bảo tháp ở Diên An sừng sững trên đỉnh núi, lẩm rầm tự hứa với Hồng Thủy. Hồng Thủy ơi, anh cứ yên tâm,
Hôm nay em dẫn hai con rút khỏi Diên An. Em tin nhất định rồi sẽ lại trở về. Em và các con Phong, Việt sẽ ở Diên An chờ anh thắng lợi trở về. À, dẫn bấy nhiêu cháu còn khóc oe oe thế này hành quân đường dài, tôi chắc phải đổ mồ hôi hột vì chúng đây. Đứng bên cạnh đội ngũ các bà mẹ ở bộ phận trường đảng chúng tôi, còn có một chi đội đông hơn, lớn hơn, đại quân ngựa thổ nôi cũi. Đó là đội ngũ trường mầm non Diên An số 2 cùng chúng tôi rút khỏi Diên An và kề vai hành tiến. Đó là một chi đội có gần 100 lừa ngựa thổ, hai bên lưng thổ hai giường cũi nhỏ, đằng sau hơn 20 lừa ngựa thổ hành trang và cấp dưỡng. Trong mỗi giường cũi trên lưng ngựa thổ là một cháu bé hoạt bát đáng yêu, làm cho tôi chú ý. Các cháu bé này lớn thì chưa quá 7-8 tuổi, bé thì chưa tới 2 tuổi. Bọn trẻ lần đầu tiên được ngồi trên giường do ngựa thổ đều kinh ngạc nhưng lại rất khoái trá. Mấy cháu trai lớn hơn một chút thì phục trên giá gỗ, giương khẩu súng gỗ nhỏ đang ngắm bắn nhau, chơi trò đánh trận giả. Các cháu gái, có chỗ hai cháu một, ngồi trên giường cũi quay sang nhau, chơi trò qua dây hoặc vỗ tay đánh đố. Các cháu bé hơn thì dương mắt quay nhìn các phía, có cháu còn khóc đòi mẹ. À, dẫn bấy nhiêu cháu còn khóc oe oe đi hành quân, tôi chắc phải đổ mồ hôi hột vì chúng đây. Khi có một tiếng còi dài rúc lên, các chi đội ngựa thổ nôi cũi này yên lặng hẳn. Chỉ thấy một đồng chí nam còn trẻ, dáng uy phong, mặc một bộ quân phục đã bạc màu, đứng trên dốc đất trước mặt đội hình hành quân. Anh đưa mắt nhanh nhẹn lướt nhìn khắp đội ngũ, sau đó với giọng sang sảng, anh nói mấy lời ngắn gọn để động viên hành quân. Các đồng chí, Tưởng Giới Thạch, Hồ Tôn Nam điều động 25 vạn quân Quốc dân đảng bao vây biên khu Thiểm Cam Ninh chúng ta. Để đảm bảo an toàn cho các cháu bé, Trung ương Đảng yêu cầu chúng ta lập tức di chuyển hướng về khu giải phóng Thái Hàng. Trong chi đội của chúng ta có 136 cháu bé. Cha mẹ các cháu đang chiến đấu trên tiền tuyến, không nên coi nhẹ 136 cháu bé ấy. Chúng là bảo bối đang được cất giấu của các lộ đại quân. Mỗi việc ảnh hưởng đến với các cháu là rung động đến mấy vạn con tim đấy. Chúng ta đưa các cháu đến khu giải phóng Thái Hàng được an toàn, nhiệm vụ cực nặng, trách nhiệm rất lớn. Dù có gặp gian nan hiểm trở đến đâu, chúng ta cũng phải sẵn sàng không ngại hy sinh thân mình để đảm bảo an toàn cho các cháu. Người lớn còn, trẻ con còn, người lớn không còn, trẻ em vẫn phải còn. Các đồng chí có quyết tâm khắc phục khó khăn không? Lời anh vừa dứt, các nhân viên trông trẻ đồng thanh đáp: có. Một số các cháu lớn hơn một chút cũng hô theo. Đồng chí nam đó tuy chỉ là dẫn một đội nhóc con, song tư thế, khí phách của anh như đang chỉ huy thiên binh vạn mã. Tôi ngó nhìn sang đội ngũ của họ, đại quân ngựa thổ nôi cũi ấy hàng ngũ rất chỉnh tề. Các cháu tùy theo tuổi được chia thành hai trung đội, dưới trung đội còn có tiểu đội, mỗi tiểu đội có 3-4 nhân viên công tác. Đồng chí đó đi xuống đơn vị kiểm tra tỉ mỉ từng đội một. Xuất phát! Chỉ nghe thấy lệnh của anh ấy, đại quân ngựa thổ nôi cũi đã rùng rùng tiến bước. Gọi họ là đại quân ngựa thổ nôi cũi là có chút khoa trương, chứ làm gì có ngựa, lừa, cao lớn cho cam. Trừ 4 con ngựa và lừa già ra, hầu hết là loại mã lý, tức là ngựa lùn lông dài. Chúng tôi, đội ngũ các bà mẹ ở bộ phận 3 trường đảng, đi sau đại quân của các cháu, bắt nhịp tiếng chân lừa ngựa lốc cốc, leng keng. Mọi người vẫy tay chào tạm biệt Diên An, bước lên đường hành quân di chuyển dài. Toàn đoàn hành quân trên cao nguyên Thiểm Bắc, đội tiền trạm đi trước đã nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ cho đoàn người ngựa việc dẫn đường, bố trí tốt chỗ ăn ở, huy động dân công và ngựa thổ cho đoạn đường sau. Cứ như thế, ngày đi, đêm nghỉ, chúng tôi xuất phát từ Diên An, đã qua các huyện An Tái, Tử Trường, Thanh Giản, Tuy Đức, Ngô Bảo, tiến về hướng Tấn Tây Bắc. Bọn phỉ Hồ Tôn Nam từ khi bắt đầu tiến vào Thiểm Cam Ninh đã liên tục phái máy bay trinh sát, động hướng chung quanh Diên An. Trong khi hành quân, chúng tôi thường bị máy bay địch bổ nhào bắn phá để chặn đường. Khi chúng tôi đến thôn Bảo Đông Nam, huyện Tuy Đức, khoảng 30 lý, 15 km, thì gặp phải máy bay địch. Tôi và chú Tống nhanh chóng bế hai cháu từ trên giường cũi xuống, chạy vào chân núi ẩn nấp. Máy bay địch bổ nhào bắn quét, đạn cày trên đất vàng làm tung lên các đụn cát màu vàng. Do mọi người ẩn nấp kịp thời
nên không ai bị thương vong. Chưa rời khỏi khu biên Thiểm Cam Ninh, chúng tôi đã mấy lần bị máy bay địch oanh tạc. Để tránh máy bay địch, chúng tôi chuyển sang đêm đi ngày nghỉ. Cuối cùng, đến sáng sớm ngày 24 tháng 11, chúng tôi đến được bến vượt Hoàng Hà ở huyện Ngô Bảo. Đây là khúc mà Hoàng Hà chảy quanh co nhất, mặt sông rộng, nước chảy xiết, chỉ có chiếc thuyền gỗ nhỏ chở người qua sông. Mặt trời vừa lặn, toàn đội người ngựa đều vượt Hoàng Hà an toàn. Từ Hà Tây đến Hà Đông, cuối cùng chúng tôi đã đặt chân lên khu giải phóng Tấn Tuy, đến được trấn Liễu Lâm, huyện Phần Dương, tỉnh Sơn Tây. Sáng ra vào khoảng 9 giờ, máy bay địch lượn trên bến vượt để trinh sát. Hai bờ Hoàng Hà đã không còn bóng người. Được nghỉ mấy ngày ở trấn Liễu Lâm, chúng tôi chẳng có một tin tức gì liên quan đến mình cả. Nghe các đồng chí ở trường mầm non số 2 nói, nếu muốn tiếp tục tiến về khu giải phóng Thái Hàng, phải đi qua một ngọn núi lớn, quanh năm có tuyết là Miên Sơn. Lại nghe nói vượt Miên Sơn phải chọn mùa, và khi vượt đỉnh phải vào buổi trưa, nếu không sẽ có nguy cơ bị chết cóng. Tư lệnh Bành Đức Hoài từ Tiền Phương về Diên An, đi qua trấn Liễu Lâm. Khi được biết trường mầm non số 2 định đưa các cháu tới khu giải phóng Thái Hàng, tư lệnh Bành Đức Hoài liền đến bảo: hiện nay trời rất lạnh, mùa này mà vượt Miên Sơn, chưa nói trẻ con, đến người lớn cũng chịu không nổi đấy. Ông yêu cầu mọi người dừng lại ở Liễu Lâm thêm một thời gian, đến mùa xuân sang năm khi trời ấm lên hãy đi tiếp. Thế là chúng tôi dừng lại ở Liễu Lâm. Trên đường, chúng tôi cùng đi, cùng ở với trường mầm non số 2. Tiếp xúc với nhau nhiều mới biết, chỉ huy đoàn quân đặc biệt này là hiệu trưởng của trường Trương Xí Sương và là người không đơn giản. Mùa thu năm 1944 là thời điểm chiến tranh kháng Nhật đã giành được thắng lợi có tính quyết định. Các cán bộ từ tiền tuyến về Diên An học và các đại biểu đại hội đảng lần thứ 7 cần phải quay trở lại tiền tuyến nhanh để tranh thủ giành thắng lợi cuối cùng cho chiến tranh kháng Nhật. Trong số ấy, có rất nhiều người có con còn thơ ấu. Lúc đó, Diên An chỉ có trường mầm non số 1 và nhà trẻ trung ương, nhà trẻ Los Angeles. Hai cơ quan nuôi dạy trẻ này không sao thu nạp nổi. Vì thế, các cơ quan trung ương hữu quan chủ tính lập trường mầm non số 2 thu nhận con em còn nhỏ của các cán bộ đang chiến đấu và các cháu mồ côi, con liệt sĩ gửi từ vùng bị tạm chiếm tới. Việc triển khai xây dựng trường đã được Tổng Tư lệnh Chu Đức và chị Khang Khắc Thanh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo. Chu Đức tự mình đi xem, xác định vị trí, bố trí cho trường ở một sườn núi ven bờ suối nhỏ phía nam vườn táo. Ở đây không khí trong lành, sáng sủa, điều kiện về hoàn cảnh chung quanh rất tốt. Ngày 1 tháng 6 năm 1945, dù chưa xây xong, song do có rất nhiều gia đình phải ra tiền tuyến gấp, nhà trường vẫn tiếp nhận các cháu được gửi. Hồng Thủy nhận lệnh về nước nên đem cháu Phong gửi tới trường cũng vào thời điểm này. Khi mới thành lập, bộ phận lãnh đạo thay luôn, vì vậy không tạo được hạt nhân lãnh đạo nên việc nuôi dạy trẻ chưa vào quỹ đạo. Chị Khang Khắc Thanh bàn với Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Hồ Diệu Bang và cuối cùng quyết định điều Trương Xí Sương từ cơ quan quân sự về đảm nhiệm hiệu trưởng trường mầm non số 2 Diên An. Trương Xí Sương là một quân nhân trẻ ở bộ đội chiến đấu, đã cầm quân đánh giặc, sau về làm công tác quân sự ở cơ quan hậu phương. Anh chưa có vợ nên căn bản chưa có kinh nghiệm về nuôi con. Sau khi lãnh đạo thuyết phục mãi, anh mới đồng ý về công tác ở trường mầm non. Trương Xí Sương một khi nhận nhiệm vụ là như người lính nhận nhiệm vụ chiến đấu, không do dự xông lên chiến trường. Ở Diên An trong thời kỳ chiến tranh chưa hình thành đội ngũ lực lượng nuôi dạy trẻ, các cô nuôi dạy trẻ đa số là các cô gái trẻ ở nông thôn Hà Bắc được động viên. Khi rời nhà, các cô được biết sẽ đến Diên An tham gia công tác kháng Nhật. Các cô vượt qua sự cản trở của gia đình, vượt suối trèo đèo, nếm đủ mùi khó khăn, nguy hiểm, đến được Diên An, kết cục lại làm cô nuôi dạy trẻ. Các cô nghĩ mãi không thông, có cô khóc rưng rức, nói bậy rằng rời quê hương ra đi đâu để làm vú em. Thậm chí có bốn cô còn bị tâm thần. Công tác nuôi dạy trẻ không có cách gì làm tốt được. Chu Tổng Tư lệnh rất quan tâm đến mọi mặt của trường mầm non. Dù bận tối ngày, ông vẫn cố dành thời gian mấy lần đến trường quan sát, chỉ đạo công tác. Từ tình hình sức khỏe của các cháu, tiêu chuẩn cấp dưỡng, phòng bệnh truyền nhiễm, công tác tư tưởng với các cô nuôi dạy trẻ, v.v. ông đều nhất nhất quan tâm.
sự quan tâm chăm sóc của Chu Tổng Tư lệnh khiến Trương Sĩ Sương hết sức phấn khởi. Anh nghĩ muốn làm tốt công tác nuôi dạy trẻ của trường, việc đầu tiên là phải làm tốt công tác tư tưởng. Thế là anh lấy cảm nghĩ thiết thân của mình nói với chị em để thuyết phục họ. Tôi cũng muốn đánh trận ở tiền tuyến, sung sướng biết bao khi một viên đạn hạ gục một quân thù. Cách mạng phải có phân công chứ. Bát Lộ Quân muốn đánh trận, liệu có thể kéo theo các cháu bé lên chiến trường chăng? Các chị các cô thấy đấy, Chu Tổng Tư lệnh của chúng ta đến trường ta hết lần này đến lần khác. Tại sao vậy? Vì rằng ở đây cũng là chiến trường, Chu Tổng Tư lệnh cũng đang chỉ huy chúng ta đánh giặc. Các chị, các cô thấy đấy, công tác tư tưởng của trường ta có quan trọng hay không? Hiệu trưởng Trương không những chỉ quan tâm việc chỉ đạo công tác cho các cô nuôi dạy trẻ mới đến, mà còn rất quan tâm đến đời sống của các cô. Số cô không an tâm công tác đã dần thông hiểu nhiệm vụ của mình cũng là một phần của công tác cách mạng. Chỉ có quan tâm, săn sóc tốt các cháu thì cha mẹ các cháu ở tiền phương mới không lo lắng mà đánh thắng trận. Tư tưởng thông rồi, trong lòng vui vẻ hơn, tính tích cực trong công tác tự nhiên cũng được nâng cao. Để củng cố thành tích về công tác tư tưởng kịp thời, trường phát động người mẹ hiền. Tháng 12 năm 1945, Chu Tổng Tư lệnh thân mật tiếp mấy nhân viên có những thành tích về hộ lý, chữa bệnh của trường. Ngày 8 tháng 3 năm 1946, nhân ngày quốc tế phụ nữ, có mấy cô nuôi dạy trẻ được tặng danh hiệu cô nuôi dạy trẻ gương mẫu của khu căn cứ cách mạng Diên An. Vượt qua tuyến phong tỏa, không thấy Tiểu Phong đâu, tôi cuống cuồng như kiến bò trên chảo rang. Tháng 12 năm 1947, trên cao nguyên đất vàng, trời rét như cắt da. Nhận được thông chi của cấp trên, yêu cầu đơn vị chúng tôi phải lập tức xuất phát, đi thật nhanh tới sông Phấn, qua lưỡng độ khẩu để nhanh chóng vượt tuyến phong tỏa của địch. Lưỡng độ khẩu ở đông bắc huyện Linh Thọ thuộc Tấn Trung là con đường bắt buộc phải qua. Nếu đi từ Tấn Tây Bắc xuống Tấn Đông Nam, phía tây lưỡng độ khẩu là sông Phấn, phía đông lưỡng độ khẩu là đường sắt đồng bộ. Bộ đội của Diêm Tích Sơn giữ chặt lưỡng độ khẩu để chia cắt con đường giao thông liên lạc giữa khu giải phóng Tấn Tây Bắc và khu giải phóng Tấn Đông Nam. Chúng tôi phải vượt qua tuyến phong tỏa của địch ở đó, vượt sông Phấn, đi qua đường sắt đồng bộ. Mùa xuân đang qua, toàn đơn vị xông pha gió rét, xuất phát từ trấn Liễu Lâm, đi qua huyện Ly Thạch, tiến về hướng sông Phấn. Đơn vị đến thị tứ thôn Bắc Thiên, dừng lại chỉnh đốn, đợi lệnh. Đầu tiên, đơn vị được thông chi nhanh chóng đến Giả Gia Trang, thị trấn phía tây huyện Hiếu Nghĩa, cách sông Phấn chừng 50 km. Sau khi đơn vị xuất phát, lại có thêm thông chi cho biết là có địch, mọi người phải quay về thành Bắc Thiên. Hôm đó, một trung đoàn của lữ đoàn 359 đánh bại được bộ đội Diêm Tích Sơn đang canh phòng giữ lưỡng độ khẩu, bắc một cầu phao tạm thời qua sông Phấn. Khi được tin cầu phao đã bắc xong, toàn đơn vị khẩn cấp hành quân đến Giả Gia Trang, sau tiếp tục đi gấp về lưỡng độ khẩu huyện Linh Thọ. Trên bờ sông Phấn lúc đó tụ tập đến hơn một vạn người, ngựa, gồm bộ phận 3 trường đảng của chúng tôi, trường mầm non số 2 Diên An, vườn trẻ Los Angeles Diên An, viện điều dưỡng trung ương và một số dân công, bộ đội vận tải của khu giải phóng Tấn Tuy. Bằng ấy người ngựa ào ào vượt qua tuyến phong tỏa, vượt nhanh qua sông Phấn, băng qua đường sắt đồng bộ, người kêu, ngựa hí, náo động một vùng. Ở ngoài xa, địch liên tục bắn pháo sáng như đèn trời. Về sau được biết, lúc đó quân địch tưởng lực lượng lớn quân giải phóng vượt tuyến phong tỏa, vì vậy chúng nằm im, không dám động cựa. Lại nói về chuyện đội quân oe oe vượt sông Phấn. Đi tận đến nơi, tôi mới biết mặt cầu phao làm bằng nhiều ván ghép lại, chiều ngang chỉ hơn 1 mét. Vì người vượt lên trước quá nhiều, cầu phao ngập dưới mặt nước một chút, đi ở trên rùng rình tránh choáng. Tôi sợ nhỡ giường cũi lăn xuống sông thì hết cứu, không dám để hai cháu ngồi trên mà vượt sông. Trước khi vượt sông, tôi và chú Tống đã kéo theo hai cháu bọc chặt lại để điệu sau lưng. Tôi điệu Tiểu Việt, chú Tống điệu Tiểu Phong. Người phu lừa đi sau lừa. Khi qua cầu, giày tất ướt hết, lên bờ xong lại phải tiếp tục đi ngay. Từ Giả Gia Trang đến lưỡng độ khẩu, chúng tôi đã đi gần 100 lý, tương đương 50 km. Sau đó lại vượt sông Phấn, lưng điệu con.
đi ngày một mệt, ruột gan nóng cồn cào. Chúng tôi muốn đứt hơi, muốn dừng lại nghỉ một chút, thế nhưng không được, đành phải cắn răng bước tiếp, sợ lạc đơn vị. Chính lúc tôi đang thở hổn hển, chưa bước nổi, thì đồng chí Mai, chủ nhiệm bộ phận 3 trường đảng, cưỡi ngựa đi qua. Tôi gọi ông lại, nhờ ông chở cháu Việt đi tới chỗ nghỉ trước. Chủ nhiệm Mai đón cháu đưa lên lưng ngựa đi trước, bớt được gánh nặng sau lưng, trong người cảm thấy nhẹ nhõm, khoan khoái hơn nhiều. Tôi rảo bước đi lên trước. Trong khi đi, nghe nói có hai cháu bé ở trường mầm non bị rơi xuống sông Phấn. Tôi biết sông Phấn nước không sâu, không thể cuốn các cháu được. Thế nhưng nhỡ uống nước bị nghẹt thở cũng rất nguy hiểm. Thêm nữa thời tiết lúc đó cực lạnh. Sau tôi lại nghe đã cứu được hai cháu, do bộ đội yểm hộ vượt sông cứu, tìm tôi mới cất được hòn đá tảng đè lên. Đơn vị vượt qua sông Phấn, băng qua cầu Đại Khổng trên tuyến đường sắt đồng bộ, vượt qua đoạn tranh chấp giữa hai bên quốc, cộng, dừng lại nghỉ ở một thôn nhỏ của khu núi Thái Nhạc. Chủ nhiệm Mai đưa trả cháu Việt cho tôi. Tôi vừa nhìn thấy thì cháu Việt đã khóc sướt mướt. Cháu Việt vừa đầy tuổi tôi, chưa rời mẹ bao giờ, nay không biết mẹ đi đâu, khóc thảm thiết. Tôi lấy khăn tay lau mắt, mũi cho cháu. Đột nhiên, tôi nghĩ ra điều gì, tim giật thót lại. Còn Tiểu Tống, sao không đi kịp đơn vị? Tôi lo quá chóng cả mặt, không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Tôi đứng chờ ở cổng một lúc lâu, rồi đi một đoạn ngược lại con đường vừa tới. Trời tối đen như mực, tôi chờ mong mỏi mắt, vẫn chưa thấy bóng chú Tống và cháu Phong. Lại quay vào nhà đợi. Cứ như thế, đi đi, lại lại, quay ra quay vào. Tôi cuống cuồng như kiến bò trên chảo rang, không ngừng đi lại. Thật là kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay. Nếu mất Tiểu Phong, tôi biết ăn nói với Hồng Thủy ra sao. Cái gọi là rối rít cuống cuồng, bữa nay tôi mới nếm đủ. Trời sáng hẳn, chú Tống mới điệu cháu Phong tới. Tiểu Phong đang ngủ ngon lành. Nguyên do là vượt qua được tuyến phong tỏa, chú Tống khát quá, vào một nhà dân xin nước uống. Nước uống chưa xong, ngồi bên giường lò ngủ quên đi mất. Chú Tống quá mệt. Thực ra chú vẫn chỉ là một cậu bé thôi, mà nay chú đã phải mang trọng trách trên vai như người lớn. Chú Tống và cháu Phong về được bình an là tôi mừng lắm rồi. Tôi không thể vì nỗi lo lắng cháu Phong bị lạc mà trách cứ chú Tống, chỉ tự trách mình thật vô ý, không nghĩ tới việc chú có thể rời đơn vị. Tôi vỗ vỗ vai chú Tống bảo chú đi ăn cơm, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Qua được tuyến phong tỏa, các chi đội phân chia theo các đường dự định. Chi đội chúng tôi chỉ còn lại trường mầm non số 2 và đội các bà mẹ của bộ phận 3 trường đảng đi cùng nhau. Trước mặt còn phải vượt qua mấy núi lớn. Tôi và chú Tống điệu các cháu đi theo đội hình. Người phu lừa dẫn lừa đi theo phía sau. Đường trên núi quanh co khúc khuỷu, vừa chật vừa dốc, lại còn nhiều chỗ sườn đá treo leo bên vực thẳm. Nếu không chú ý, ngã xuống vực rất nguy hiểm. Ở các đoạn đường khuất nắng, mặt đường còn phủ băng, trơn đến nỗi không dám bước nhanh, phải dò dẫm mà tiến. Khi qua một vách núi được biết có một con lừa của trường mầm non bị lăn xuống hang núi, nhân viên công tác phải buộc dây bảo hiểm tụt xuống để cứu cho bé. Lừa thì bị chết. Cháu bé thì vẫn không sao, chỉ bị một phen kinh hoàng, đang khóc toáng lên gọi mẹ. Vì cuỗi gỗ làm rất chắc, trong khi bị rơi từ vách núi xuống, bốn cọc trụ đâm xuống đất, song cuỗi vẫn không bị vỡ. Cháu bé vì cuốn chặt chân gối nệm nên may không bị thương. Thật nguy hiểm, nếu không cháu bé đã không còn rồi. Chúng tôi qua được tuyến phong tỏa rồi địch mới biết đây là một chi đội toàn là đàn bà, trẻ con, không có sức chiến đấu, không phải bộ đội chiến đấu của giải phóng quân. Thế là chúng cho quân truy đuổi. Cũng may do đường núi rất khó đi, địch đuổi theo một hồi thấy khó quá, liền thôi không đuổi theo nữa. Xuất phát từ thôn thành Bắc Thiên, chúng tôi đi thêm 2 ngày đường nữa. Chiều tối ngày thứ 2, chúng tôi đến được một nơi có doanh trại trú quân, ở thôn Quân Trại, Đông Bắc, huyện Linh Thọ. Đây là vùng đất tranh chấp, địch hay tới sục sạo. Để tránh địch tập kích, không thể ở đây lâu được. Thế nhưng qua mấy ngày liền hành quân cấp tốc, mọi người vừa đói vừa mệt. 2 ngày qua chưa được ăn uống gì, trời lại đang có tuyết lớn, làm sao có thể tiếp tục hành quân đường dài được. Bao nhiêu con nít thế này, liệu có chịu nổi không? Nếu nghỉ lại một đêm, nhỡ địch tới thì làm thế nào?
Giữa lúc chưa biết tính toán làm sao cho phải, thì vừa may tư lệnh Từ Hướng Tiền cũng qua đường này. Ông được biết đơn vị đặc biệt toàn đàn bà, con trẻ, đã phải liên tục hành quân cấp tốc mấy ngày đêm, sức tàn lực kiệt rồi. Thế là ông lệnh ngay cho đồng chí Trần Canh phải đến một tiểu đoàn để bảo vệ thôn quân trại, cho mọi người được nghỉ một đêm yên ổn. Hồng Thủy nhờ Lý Ban chuyển cho tôi một bức thư. Tôi thì đã rời Diên An, đi ngày càng xa. Xuất phát từ thôn quân trại, trong ngày đơn vị đã đến chân núi Miên Sơn, ở lại 2 ngày trong một thôn nhỏ trên núi để chuẩn bị vượt Miên Sơn. Miên Sơn là con đường bắt buộc phải đi qua để đến khu giải phóng Thái Hàng. Vượt Miên Sơn là phải liên tục vượt qua 18 đỉnh núi. Dân bản địa đặt cho Miên Sơn cái tên 18 núi lớn phải bò lên. Đỉnh Miên Sơn quanh năm tuyết phủ, còn có tên gọi là núi tuyết nhỏ. Mùa đông hầu như không có người nào ở các thôn lân cận vượt núi. Trên núi gió rất mạnh, kể cả những ngày nắng ráo cũng rất lạnh. Nếu như lên phải ngày trời âm u tuyết rơi, thì gió tuyết giao nhau tung hoành, đi lại vô cùng khó. Lãnh đạo của đội đến hỏi bà con ở địa phương về kinh nghiệm vượt núi. Họ nói để vượt 18 ngọn phải bò, thì trời chưa sáng đã phải lên núi, giữa trưa phải leo lên ngọn cao nhất, trước khi mặt trời khuất núi đã phải xuống tới chân núi, nếu không sẽ chết cóng ở trên núi. Bà con còn nói 18 ngọn núi này vừa cao vừa dốc, đường vừa hẹp vừa trơn, dắt theo súc vật, lừa ngựa là không có cách gì leo núi được. Căn cứ vào tình hình này, lãnh đạo đội quyết định không dùng lừa ngựa nữa, tháo các giá thổ ra để cho các dân công coi lừa, dẫn gia súc của họ quay về nhà, nhờ dân công do chính quyền địa phương phái tới điệu các cháu vượt Miên Sơn. Đường càng đi càng thấy xa, càng đi càng thấy khó. Ngày mai là phải vượt núi tuyết nhỏ, tôi thực sự không nản lòng. Nghĩ lại năm 1943, khi tôi và Hồng Thủy cùng về Diên An, tại Ma Thiên Lãnh, Tây Bắc, huyện Ninh Vũ, đột nhiên gặp bão tuyết, đội ngũ bị đánh tan, lừa bị vùi chết, không ít đồng chí mất tích. Lúc đó đứng bên cạnh Hồng Thủy, tôi cảm thấy rất vững vàng. Lần này qua núi tuyết nhỏ, các con tôi có chịu đựng được không? Các con tôi đã ngủ rồi. Tôi ngồi dưới ánh đèn le lói, đang luồn từng đường kim, sợi chỉ để may áo bọc cho chúng vượt núi tuyết. Hồi đó chưa có áo khoác dài, tôi chỉ có thể đem áo bông ngắn của chúng nối dài thành một kiểu áo bọc hình vuông. Tay thì khâu, trong lòng vẫn nghĩ, nếu nói khó khăn thì các đồng chí ở trường mầm non số 2 còn khó khăn hơn tôi nhiều. Họ phải dẫn 136 cháu bé. Còn anh Hồng Thủy lần thứ 3 vượt núi tuyết và thảo nguyên chỉ có một mình. Gặp khó khăn biết bao, anh đã một mình đơn thương độc mã về được tới Diên An. Chúng tôi ở đây có biết bao đồng chí chung quanh, lại có chính quyền địa phương giúp đỡ, nhất định khắc phục được khó khăn, vượt núi tuyết nhỏ thành công. Đang mải suy nghĩ thì chú Tống bước vào phòng. Chú bé này đã cùng tôi hành quân hơn 3 tháng, nghĩ cũng thật ái ngại. Nhìn bộ mặt hớn hở của chú, tôi chạnh lòng hỏi, chú Tống, mấy ngày vừa qua chú có mệt không? Không mệt chị ạ. Chú dùng hai tay xoa xoa sau gáy, rồi ngượng ngùng nói tiếp, cũng có lúc hơi mệt. Tôi lại hỏi tiếp, ngày mai vượt Miên Sơn chú có sợ không? Chú Tống có vẻ hơi không bằng lòng, vì chú cho rằng tôi đã coi thường chú. Chú cau mặt nói, có gì mà đáng sợ, nếu sợ đã không tham gia cách mạng. Năm trước đi theo thủ trưởng Hồng Thủy qua Ma Thiên Lãnh, bão tuyết lớn như vậy em cũng chẳng sợ nữa là. Giỏi thật đấy, đội ngũ cách mạng chúng ta rất cần những tiểu anh hùng như chú. Một, không sợ khổ, hai, không sợ chết. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau vượt Miên Sơn. Được tôi khen và động viên, chú ngượng ngùng, lúng túng. Để củng cố tinh thần tư tưởng cho chú, tôi kể lại cho chú nghe câu chuyện anh hùng về Hồng Quân vượt núi tuyết qua thảo nguyên. Chú Tống đi rồi, tôi tiếp tục công tác chuẩn bị thật tốt. Hai cháu từ Diên An đến đây, nhiều lúc tôi và chú Tống đã phải điệu chân lưng, dây điệu vẫn còn rất chắc. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, chúng tôi đã dậy cả. Trước lúc xuất phát, tôi một mặt còn đội mũ, đeo găng, đeo khẩu trang cho các con.
một mặt vừa giảng giải chậm chậm cho chúng hiểu. Tiểu Phong, Tiểu Việt, các con rất ngoan. Hôm nay các chú điệu các con đi qua núi tuyết nhỏ như các bác Hồng Quân. Các bác Hồng Quân vượt núi tuyết lớn chứ? Tiểu Phong đã hiểu được ít nhiều cả chính lời tôi. Đúng, các bác Hồng Quân vượt là núi tuyết lớn, còn Tiểu Phong, Tiểu Việt là vượt núi tuyết nhỏ. Các con đi theo các chú không được khóc, không được quấy phá. Nếu không, sẽ gặp nguy hiểm đấy, các con nhớ chưa? Tiểu Phong gật gật đầu. Tiểu Việt chẳng hiểu gì, căn bản cháu chưa biết được những gì tôi nói. Chú Tống mặc áo bọc cho các cháu, rồi lại dùng dây thừng thắt ở cổ áo cho khỏi tuột. Các cháu chỉ còn lộ có hai con mắt tinh nhanh, trông giống như một bọc bông vậy. Cứ như thế này thì dù có gặp bão tuyết lớn cũng không thổi được, rét không làm cho các cháu bị cóng. Trời sắp sáng, dân công đã điệu các cháu lên đường. Chúng tôi, những bà mẹ, vội vã đi theo các cháu. Núi vừa cao vừa dốc, trên đường cành cây nhiều, lại thêm kết một lớp băng dày ở trên, đi lại vô cùng khó. Để cho chúng tôi đi được nhẹ, các đồ dùng của chúng tôi dân công gùi hộ. Chúng tôi đi tay không lên núi, vậy mà vẫn mệt vã mồ hôi, thở hồng hộc. Đã đi, không ai dám dừng lại. Cố gắng trước ngọ vượt núi chính. Vượt được ngọn núi này, trước gọi là 18 ngọn phải leo đây. Các đồng chí vừa vất vả leo lên, vừa động viên, cổ vũ lẫn nhau. Gặp các vách núi cao khó vượt hoặc các khe hẻm khó luồn, mọi người đều dìu nhau để tránh nguy hiểm và không để ai tụt lại. Cuối cùng, trước ngọ, chúng tôi đã leo hết núi chính. Mọi người thường nói, leo núi còn dễ, xuống núi mới khó. Vào lúc đó, trời lạnh, đất cứng, đường dốc núi rất trơn. Nếu cứ bước từng bước xuống, thì chỉ tính từng tấc rất khó đi. Ở một số dốc, chúng tôi ngồi bệt xuống tụt dốc, như vậy dễ chịu hơn. Đến sẩm tối, toàn đội đã xuống hết núi, mọi người mới thấy mệt rã rời. Chúng tôi lại vào vùng tranh chấp, không thể dừng, phải đi tiếp luôn trong đêm. Trên đường đi tôi chợt nghĩ, vượt Miên Sơn tuy rất gian nan, nhưng chúng tôi cũng có nhiều thuận lợi. Chính quyền và dân công khắp nơi đã ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi làm việc gì cũng không tách rời được nhân dân. Mao Chủ tịch nói, dân và quân là gốc của thắng lợi. Câu nói đó thật vô cùng chính xác. Sau một thời gian rất dài, tôi mới biết chính lúc tôi phải mang hai con tiến hành cuộc viễn chinh gian nan thì Hồng Thủy có nhờ một đồng chí Việt Nam có tên Lý Ban chuyển cho tôi một bức thư. Không hiểu vì nguyên nhân nào Lý Ban không tìm được tôi cùng các cháu, và cũng không biết từ đâu ông ta được tin tôi và hai cháu đang trên đường rút khỏi Diên An đã bị máy bay Quốc dân Đảng bắn chết. Ông ta đã mang những tin sai đó về Việt Nam. VTC Now.